Xin chào các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu và xử lý một đề văn theo cấu trúc của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Hy vọng là qua đề văn này thì sẽ giúp các em có thêm cho mình một số những kỹ năng, một số những phương pháp để có thể đạt được điểm số tối ưu nhất so với khả năng của mình. Trước hết các em hãy quan sát đề văn theo cấu trúc mới. Đề văn thì vẫn gồm hai phần, phần 1 đọc hiểu và phần 2 làm văn. Phần 1 đọc hiểu vẫn là chiếm 30% số điểm, tức là chiếm 3 điểm. Phần 2 làm văn vẫn là chiếm 70% số điểm, tức là 7 điểm. Nhưng mà trong từng phần thì đều có sự thay đổi. Trong phần đọc hiểu, thay vì đọc hiểu 2 văn bản thì bây giờ giảm xuống chỉ còn có 1 văn bản đọc hiểu thôi. Và thời gian để làm bài văn này thay vì 180 phút thì giảm xuống chỉ còn 120 phút. Vậy thì tỷ lệ thời gian để chúng ta làm bài đọc hiểu này, làm phần đọc hiểu này nên chỉ rút lại còn 15 phút. Các em không được phép vượt quá khoảng thời gian này. Nếu không, các em không còn thời gian để làm phần sau. Và phần sau mới là phần để phân hóa học sinh. Cái phần sau mới là phần để có thể nâng lên cái phần điểm gì đấy, điểm giỏi ấy, để chúng ta có thể đạt được điểm cao để vào những cái trường top trên. Trước hết các em quan sát để đọc hiểu. Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4. Nghĩa là không phải hai văn bản nữa, chỉ còn có một văn bản. Và vì còn một văn bản cho nên là cái số lượng câu hỏi ấy, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ 4 câu, khoảng là như thế. Vậy phải giải thích thế nào về việc hàng nghìn người dân hôi sạch sẽ bia bị đổ trên cầu Bến Thủy ngày 26 tháng 11 năm 2011, về vụ hôi bia tương tự ngày 4 tháng 12 năm 2013 ở Biên Hòa? Vì dân nghèo không có tiền mua bia ư? Họ có tiền mua xe máy cơ mà. Khi xem video do camera giao thông ghi lại vụ ở Biên Hòa, tôi lại thấy đa số người đi đường và sống hai bên đường ở Biên Hòa lao vào hôi bia, giống y hệt cảnh tôi nhìn thấy ở Hà Nội năm 1986. Trong các vụ cháy nhà, cháy ký ốt bán hàng, cháy chợ ở các địa phương nước ta, hôi của gần như là phần không thể thiếu. Người dân đã có cuộc sống đầy đủ hơn, hàng hóa không còn khan hiếm, nhưng tính hôi của không thay đổi mấy. Chúng ta ghét cay ghét đắng các quan tham, nhưng quan từ đâu mà ra? Họ cũng từ dân ra, hết nhiệm kỳ quan lại về làm dân. Họ có là con, cô xin lỗi, họ là con, là chồng, hoặc vợ, là bố hoặc mẹ, là ông hoặc bà trong các gia đình dân. Quan có từ trên trời rơi xuống đâu? Nếu quan nào đó tham, phải chăng người đó đã có sẵn máu tham từ trước khi làm quan? Từ khi là dân, khi một người có sẵn máu hôi của, thì khi làm quan, tham nhũng cũng là một kiểu hôi của với mức độ lớn hơn, hình thức tinh vi hơn mà thôi. Tôi không tin rằng khi còn làm dân thì họ chưa có máu tham, đến khi làm quan họ mới đổ đốn ra. Quan mà giữ được thanh liêm trong một xã hội mà sự tử tế bị mất giá trên diện rộng, khi họ nắm nhiều quyền trong tay mà lương của họ thì thấp hơn lương chuyên viên ở các doanh nghiệp trung bình, kể ra cũng khó. Để quan bớt tham, không có cách nào khác cách 4-0 mà Singapore và nhiều nước khác làm. Sao cho quan không muốn tham, không cần tham, không dám tham, không thể tham những gì không phải của mình. Nhưng với người dân chúng ta thì sao? Cần làm gì để chế ngự lòng tham và tẩy sạch dòng máu tham? Không phải chỉ đối với của cải mà đối với nhiều thứ khác. Vượt đèn đỏ là cướp đường, cướp sự an toàn giao thông. Chen hàng xô đẩy là cướp thời gian, cướp cơ hội của người khác. Bán thực phẩm hàng hóa độc hại là cướp sức khỏe của đồng loại. Nhiều hành vi xấu xa xảy ra ở nước ta tạo thành một xã hội kém văn minh, kém an toàn, có chung một nguồn gốc là lòng tham. Khi nào nước ta không còn xảy ra những vụ người dân hôi của, nhiều hành vi xấu xa khác sẽ biến mất theo. Khi đó chắc chắn chính quyền cũng sẽ liêm chính hơn, cần phải làm bất kỳ điều gì để lấy lại giá trị đã bị mất đi rất nhiều của sự tử tế. Tác giả Lương Hoài Nam, bài viết Lòng Tham, trích trong bài viết Lòng Tham, trong mục góc nhìn của phần tin tức trên báo VN Express. Với văn bản đọc hiểu này thì đề văn đưa ra cho chúng ta 4 câu hỏi. Câu 1, xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. Câu 2, chỉ ra và nêu hiệu quả biểu đạt của một biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn văn bản sau. Vượt đèn đỏ là cướp đường, cướp sự an toàn giao thông.
chen hàng xô đẩy là cướp thời gian, cướp cơ hội của người khác. Bán thực phẩm hàng hóa độc hại là cướp sức khỏe của đồng loại. Câu 3. Tác giả đã tự trả lời cho câu hỏi của mình như thế nào? Vậy phải giải thích thế nào về việc hàng nghìn người dân hôi sạch xe bia bị đổ trên cầu Bến Thủy ngày 26 tháng 11 năm 2011 về vụ hôi bia tương tự ngày 4 tháng 12 năm 2013 ở Biên Hòa? Câu 4. Theo anh chị, nguồn gốc của lòng tham là do đâu? Phần 2, phần làm văn, 7 điểm. 7 điểm nhưng mà thang điểm cho mỗi câu nghị luận xã hội và nghị luận văn học lại có sự thay đổi. Câu nghị luận xã hội trước đây là viết bài và thang điểm là 3 điểm trên 10. Thì bây giờ từ bài chuyển xuống thành viết đoạn và thang điểm là 2 trên 10. Câu nghị luận văn học trước đây là 4 trên 10. Thì bây giờ thang điểm đã nâng lên thành 5 trên 10. Các em quan sát câu nghị luận xã hội 2 điểm. Viết đoạn văn khoảng 200 chữ, trình bày suy nghĩ của anh chị về câu hỏi sau. Cần làm gì để chế ngự lòng tham và tẩy sạch dòng máu tham? Câu 2, nghị luận văn học, 5 điểm. Cảm nhận của anh chị về hai đoạn thơ sau. Đoạn thứ nhất, giải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Và đây là trích bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Đoạn văn thứ hai, em ơi em, đất nước là máu xương của mình, phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm nên đất nước muôn đời. Ở đây là trích, đoạn trích đất nước nằm trong trường ca Mặt đường khát vọng của tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cái cách để chúng ta xử lý đề văn này. Trước hết là phần đọc hiểu. Với cái đề đọc hiểu mà rút đi một văn bản và điểm vẫn giữ nguyên như cũ thì chứng tỏ ở đây là có một cái dụng ý của người ra đề, dụng ý của ban ra đề, có nghĩa là muốn nâng cái điểm sàn của môn ngữ văn lên, bởi vì cái phần đọc hiểu này chính là cái phần tạo cơ hội cho các em có thể có được cái mức điểm tối thiểu, nó không thấp quá. Bởi vì phần đọc hiểu này thường là những câu hỏi rất dễ và cũng rất dễ lấy điểm. Các em rất khó lấy điểm tối đa ở phần làm văn, ở câu nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Nhưng các em lại rất dễ lấy điểm tối đa ở câu đọc hiểu. Cho nên chúng ta phải tranh thủ cái cơ hội này, đừng để tuột khỏi tay cơ hội rất là quý giá này, rất là hiếm hoi này. Thế làm thế nào trong 15 phút mà chúng ta có thể lấy được tối đa cả 3 điểm? Thì có một lời khuyên của cô là các em phải luyện tập rất nhiều. Các em có thể tìm tải ở trên mạng từ các nguồn khác nhau, sách tham khảo vân vân, các đề đọc hiểu và tập làm xong tự tìm đáp án. Và trong cái quá trình tự làm rồi là đọc đáp án, các em sẽ nhận ra được cái sai của mình ở đâu và tự nó sẽ hình thành cho các em cái kỹ năng kỹ xảo một cách rất là bền vững, hình thành cho các em cái phản xạ để các em có thể làm rất nhanh và rất trúng vấn đề. Và với cái bài đọc hiểu này, các em không cần phải diễn đạt dài dòng. Quan trọng nhất là các em phải diễn đạt được chú ý. Ở đây người ta kiểm tra chủ yếu là kiểm tra cái khả năng tư duy của các em, khả năng đọc hiểu của các em, các em đọc và các em hiểu. Đấy, thì một cái lời khuyên nữa cho các em, một cái mẹo nhỏ cho các em là khi làm bài đọc hiểu thì các em nên đọc câu hỏi trước, đọc câu hỏi rồi các em mới quay lại đọc văn bản. Và khi đó thì các em đọc văn bản có định hướng, nhất là với văn bản dài thì các em tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Các em chỉ tập trung vào một số thông tin nào đó thôi và trong quá trình đọc các em sẽ trả lời được câu hỏi luôn. Và nhớ là diễn đạt ở đây thì cố gắng làm nào đấy để tránh lỗi chính tả, tránh lỗi dùng từ, tránh lỗi ngữ pháp. Viết ít thôi nhưng mà chắc. Đấy là yêu cầu với câu này. Đã sẽ khác với cái câu nghị luận xã hội và câu nghị luận văn học. Nhất là câu nghị luận văn học thì chúng ta lại phải viết dài, phải có sức viết tốt. Với câu hỏi thứ nhất, xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. Thì ở đây các em có thể dễ dàng nhận ra là phương thức biểu đạt chính ở đây chính là phương thức nghị luận, đúng không? Bàn luận về một vấn đề. Câu 2, chỉ ra một biện pháp nghệ thuật. Nó có thể có nhiều biện pháp khác nhau nhưng chúng ta chỉ ra một biện pháp nghệ thuật thôi. Và nêu tác dụng, phân tích hiệu quả của cái biện pháp nghệ thuật đấy. Thế thì ở đây các em có thể chỉ ra là biện pháp nghệ thuật điệp cấu trúc cũng được. Điệp cấu trúc, vượt đèn đỏ là cướp đường, cướp sự an toàn giao thông. Tức là hành động này, xong là định danh là cướp. Cướp cái gì? Đấy, điệp cấu trúc. Vượt đèn đỏ là cướp đường, cướp sự an toàn giao thông. Chen hàng xô đẩy là cướp thời gian, cướp cơ hội của người khác.
bán thực phẩm hàng hóa độc hại là cướp sức khỏe của đồng loại. Hoặc là nếu không chỉ ra biện pháp điệp cấu trúc thì các em phải chỉ ra biện pháp điệp từ cũng được. Điệp từ ở đây là gì? Là cướp. Nhấn mạnh cái từ cướp, cướp trong một kép. Vậy thì tác dụng của điệp cấu trúc hay là điệp từ thì là gì đây? Nó cùng tác dụng như nhau thôi. Đấy là mạnh mẽ, đanh thép lên án những hành vi diễn ra thường nhật, tưởng là đơn giản, nhưng trái với pháp luật và đạo đức, dẫn đến những hậu quả khôn lường và ảnh hưởng đến toàn xã hội. Nhấn mạnh cái điều đó, là đanh thép, mạnh mẽ, lên án, kết án. Cô 3, tác giả tự trả lời cho câu hỏi của mình như thế nào? Vậy phải giải thích thế nào về việc hàng nghìn người dân hôi sạch xe bia đổ trên cầu Bến Thủy ngày 26 tháng 11 năm 2011, về vụ hôi bia tương tự ngày 4 tháng 12 năm 2013 ở Biên Hòa? Giải thích thế nào đây? Thế thì tác giả đã tự trả lời cho câu hỏi của mình, thì các em phải tìm trong văn bản cái câu trả lời nó là câu nào. Và không cần phải diễn đạt theo cách của mình đâu, các em sẽ nhặt lấy chính câu của tác giả luôn, nó sẽ chính xác nhất. Là các em sẽ tìm ra câu nào. Và đây thì có một cái câu rất cụ thể đây: nhiều hành vi xấu xa xảy ra ở nước ta tạo thành xã hội kém văn minh, kém an toàn có chung một nguồn gốc là lòng tham. Đấy, giải thích đấy. Nguồn gốc ở đây là lòng tham, nguyên nhân là do lòng tham. Do đâu? Do lòng tham. Tại sao? Tại lòng tham. Và câu 4. Câu 4 thì đây là câu yêu cầu các em phải suy nghĩ đây. Theo anh chị, nguồn gốc của lòng tham là do đâu? Nguồn gốc của một loạt những cái hành động như thế là do lòng tham. Nguồn gốc của lòng tham là do đâu? Nguồn gốc của lòng tham do đâu? Thì cái này là tùy theo quan điểm của các em. Nhưng mà theo quan điểm của cô thì nguồn gốc của lòng tham là do sự ích kỷ, không dung hòa được mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, không dung hòa được quyền lợi cá nhân và quyền lợi cộng đồng, chỉ quan tâm đến lợi ích của cá nhân thôi mà sẵn sàng dẫm đạp lên lợi ích của cộng đồng, không có ý thức tôn trọng lợi ích của cộng đồng. Đấy là biểu hiện của sự ích kỷ, nguồn gốc sâu xa là sự ích kỷ. Chúng ta sang phần 2 làm văn. Trước hết là câu nghị luận xã hội. Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về câu hỏi sau: cần làm gì để chế ngự lòng tham và tẩy sạch dòng máu tham? Ở đây thì cũng là nghị luận về một hiện tượng đời sống. Và thông thường, nghị luận về hiện tượng đời sống ta đi theo quy trình. Thứ nhất là các em phải giải thích hiện tượng ấy. Thứ hai là nêu thực trạng vấn đề. Thứ ba là các em phân tích hậu quả của cái thực trạng ấy như thế nào. Thứ tiếp theo, các em tìm ra nguyên nhân. Tại sao lại như thế? Tại sao có cái thực trạng ấy? Tại sao có cái vấn đề ấy? Và từ nguyên nhân các em dẫn sang giải pháp. Cứ nguyên nhân nào thì giải pháp đó. Nguyên nhân chủ quan thì chủ quan phải xử lý thế nào? Nguyên nhân khách quan tại gia đình, nhà trường đó thì gia đình, nhà trường, xã hội phải thay đổi ra sao? Phải có một cái hướng mới như thế nào? Và cuối cùng liên hệ bản thân. Đấy là cái quy trình của một bài văn nghị luận xã hội. Bây giờ chúng ta chuyển sang viết đoạn rồi thì chúng ta vẫn phải dùng lại quy trình đó. Chỉ vì chúng ta nén lại trong một đoạn văn. Thế và nhớ rằng yêu cầu viết đoạn văn thì các em phải tuân thủ cấu trúc viết đoạn văn. Đây là nguyên tắc số 1. Yêu cầu viết đoạn thì các em không được chấm xuống dòng, trừ trường hợp các em 2 chấm xuống dòng trích thơ hoặc 2 chấm xuống dòng trích dẫn một câu hát nào đó. Còn lại thì các em phải viết liền. Còn nếu các em chấm xuống dòng ngắt ý là các em đã vi phạm nguyên tắc viết đoạn văn, và các em sẽ bị trừ ít nhất là nửa điểm. Dù các em có viết hay, dù các em có viết hoàn hảo, thì chúng ta tuyệt đối tránh mắc cái lỗi này. Và bây giờ viết đoạn văn thì chúng ta nên chọn đoạn văn kiểu nào? Chúng ta đã từng học các cái cấu trúc đoạn văn ở trung học cơ sở. Đó là đoạn văn diễn dịch, đoạn văn quy nạp, đoạn văn tổng phân hợp, đoạn văn song hành, đoạn văn móc xích, vân vân. Thế nhưng cô khuyên các em lựa chọn tối ưu là các em sẽ viết đoạn văn tổng phân hợp theo cấu trúc tổng phân hợp. Bởi vì nó sẽ có câu mở đoạn, nó sẽ có phần thân đoạn và nó sẽ có câu kết đoạn. Thì bài của các em nó sẽ chỉnh chu. Có mở đoạn để giới thiệu và có kết đoạn để đọc lại những cái ấn tượng cho người đọc bài. Nếu như các em viết theo đoạn văn diễn dịch, các em chỉ có mở đoạn mà không có kết đoạn. Nếu các em viết theo cấu trúc quy nạp, các em chỉ có kết đoạn mà không có mở đoạn, không có phần giới thiệu vấn đề. Đấy, cho nên tốt nhất, tối ưu các em chọn cấu trúc tổng phân hợp. Nghĩa là chúng ta bắt đầu bằng câu mở đoạn, chúng ta giới thiệu vấn đề. Và khi giới thiệu vấn đề này, vì đây là đoạn văn, trong phần giới thiệu vấn đề này, nếu có gì đó cần giải thích, các em có thể dừng lại giải thích. Tuy nhiên áp vào đề văn cụ thể này, người ta chỉ hỏi mỗi giải pháp thôi các em nhé. Người ta không yêu cầu các em trình bày cả cái vấn đề ấy, cả cái hiện tượng đời sống ấy, mà người ta chỉ cần các em nêu mỗi giải pháp thôi. Cần làm gì để chế ngự lòng tham và tẩy sạch dòng máu tham? Tuy nhiên,
người ta chỉ hỏi giải pháp không có nghĩa là các em chỉ nói giải pháp. Thế thì lại không được rồi. Cái giải pháp ấy nó phải được xây trên cái nền gì? Cái giải pháp thứ mà người ta tập trung hỏi các em và muốn các em thể hiện, muốn các em đưa ra quan điểm của mình ấy, thì những cái quan điểm ấy nó có vững vàng không, nó có thuyết phục không, nó có chắc chắn không, thì nó phải dựa trên một số những cơ sở. Cái cơ sở của giải pháp là gì? Là nguyên nhân. Nguyên nhân từ đâu? Cho nên các em phải nói cả nguyên nhân. Nào, thế thì tại sao phải đi tìm ra cái giải pháp cho vấn đề này? Tại sao nó nhức nhối thế? Thế thì các em phải nói một chút về gì đấy? Về hậu quả. Và cái vấn đề nó là như thế nào? Các em phải nói một chút về thực trạng. Mỗi thứ nói một câu thôi. Một câu nêu vấn đề. Nếu cần giải thích thì giải thích ngắn gọn và cũng không quá một câu. Cùng lắm có thêm cô xin lỗi, cái phần giải thích ấy cùng lắm là chỉ dùng một câu thôi. Và sau cái phần giải thích ấy thì các em có thể nêu thực trạng. Có thể có thể không. Nếu cái thực trạng nào nó quá nổi cộm thì có thể nêu thêm ra, còn không thì thôi, nó có trong phần giới thiệu rồi. Sau đó thì các em phải có nêu hậu quả. Cái này thì phải có. Một câu nêu hậu quả, một câu chỉ ra nguyên nhân, và toàn bộ phần còn lại chúng ta đi vào phân tích giải pháp. Đấy, cần làm gì, đưa ra các cái giải pháp cần phải làm và có thể làm để chế ngự lòng tham, để tẩy sạch dòng máu tham. Và cái phần giải pháp ấy theo cô thì chúng ta có thể bám vào chính cái ý kiến của tác giả Lương Hoài Nam ở đây. Tác giả Lương Hoài Nam đã nói về giải pháp của Singapore và nhiều nước khác đã áp dụng. Đấy là 4-0. Làm sao cho quan không muốn tham, không cần tham, không dám tham, không thể tham những gì không phải của mình. Thì áp dụng sang đây cũng thế. Cần làm gì để tẩy sạch dòng máu tham, để chế ngự lòng tham và tẩy sạch dòng máu tham? Cần làm gì đây? Thì chúng ta cần làm thế nào đó để người dân tự phải nhận thức ra rằng họ không muốn tham. Họ không muốn tham. Tức là phải giáo dục về mặt tư tưởng cho họ. Giáo dục tư tưởng, đây là một hành trình rất lâu dài. Hình thành đến những quy chuẩn, những chuẩn mực đạo đức. Và đã hình thành những chuẩn mực đạo đức cái rồi thì họ sẽ không đi chạch nữa. Và hình thành chuẩn mực đạo đức này nó phải là quá trình lâu dài, nhưng nó có một kết quả rất là bền vững. Nó là quá trình giáo dục từ những cái cấp học nhỏ nhất, từ mẫu giáo, từ tiểu học, giáo dục cả nhà trường, giáo dục cả trong gia đình. Giáo dục không chỉ bằng lý thuyết mà giáo dục bằng gì đấy? Bằng cách làm gương, người lớn phải làm gương cho trẻ con. Tại sao không cần tham? Thì cái này nó phải có một cái nền tảng xã hội nó phải tốt. Những phúc lợi xã hội nó phải tốt để người ta không cần tham, người ta vẫn có thể sống một cách đủ đầy. Không dám tham, để người dân không dám tham. Không dám tham tức là chúng ta phải có một cái hệ thống pháp luật nó rất là chặt chẽ, nó rất là quy củ, nó rất là nghiêm minh. Người ta không dám và không thể tham. Không thể tham là vì có một hệ thống điều hành nó hoàn hảo. Hệ thống điều hành pháp luật nó rất hoàn hảo. Đấy là giải pháp mà tác giả đề ra đấy, trong văn bản đấy. Và ngoài những giải pháp đi ra, những cái giải pháp này thì nó mang cái tính là gì đấy? Mang tính vĩ mô. Nó phải là thuộc vào các ban ngành chức năng thì họ mới làm đồng bộ được. Thế còn về phía cá nhân chúng ta thì chúng ta có thể đưa giải pháp nào? Đấy, suy nghĩ của chúng ta có thể đưa ra giải pháp nào? Giải pháp bản thân mỗi cá nhân chúng ta. Cái giải pháp này là về phía chủ quan và về phía khách quan. Bản thân chúng ta có thể làm gì? Vẫn theo cái công thức của đã dạy các em ấy. Bản thân chúng ta là phải biết cân bằng lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng, xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa riêng và chung. Chúng ta phải dẹp bỏ sự ích kỷ. Đấy, bản thân chúng ta phải ý thức được điều đó và phải tuân thủ điều đó. Thế còn cái giải pháp về phía khách quan thì các gia đình, trong các gia đình nên giáo dục các con từ bé cả về lý thuyết và giáo dục cả bằng cái cách làm gương. Người lớn phải làm gương, tạo thành nếp nghĩ cố hữu, tạo thành nếp sống cho trẻ ngay từ khi còn bé. Rồi nhà trường. Nhà trường thì thay vì chú trọng giáo dục văn hóa mà không giáo dục kỹ năng, thiếu quan tâm giáo dục kỹ năng, thì bây giờ phải thay đổi. Nhà trường chú trọng cả dạy người bên cạnh việc dạy chữ, nêu cao triết lý của Khổng Tử, tiên học lễ, hậu học văn. Nhà trường phải thay đổi giáo dục tư tưởng. Làm nào để trẻ con biết dung hòa giữa cái riêng và cái chung,
biết đặt lợi ích, biết cân bằng giữa lợi ích cá nhân, lợi ích cộng đồng, cái đấy phải giáo dục. Và nó là một cái quá trình phải lâu dài và bằng nhiều con đường khác nhau, chứ không phải chỉ là giáo dục bằng những bài học đạo đức khô khan. Phải cho học sinh trải nghiệm. Rồi các cái cấp ngành chức năng thì phải có một cái cách xử lý nghiêm minh, chứ không thể cái kiểu đánh trống bỏ rùi, không thể giơ cao đánh khẽ, nó không đủ sức răn đe. Pháp luật phải đủ sức nghiêm minh, xử lý phải đến tận cùng. Và thứ hai là phải ban hành hệ thống luật nó phải chặt chẽ, để những cái câu chuyện đấy nó không thể tái diễn được. Và cuối cùng, liên hệ bản thân. Thì chúng ta có thể liên hệ, tức là chúng ta có thể đề xuất một số giải pháp ấy mà bản thân chúng ta có thể làm ngay hôm nay, làm ngay ngày mai, để tẩy sạch cái dòng máu tham ấy và chế ngự dòng máu tham ấy. Chúng ta có thể làm đó là gì đấy? Là chung tay trong hoạt động cộng đồng. Nghĩ nhiều đến lợi ích cộng đồng hơn lợi ích cá nhân, để góp phần mang đến cho cộng đồng những cái điều tốt đẹp. Tất cả những cái hoạt động cộng đồng gì, hoạt động tập thể gì, chúng ta sẽ tham gia một cách vô tư, không tính toán. Đấy, thì tự nó sẽ xóa bỏ dần cái sự ích kỷ cố hữu trong mình. Và từ đó thì nó sẽ dần dần xóa bỏ cái lòng tham chế ngự đâu đó trong ta. Rồi cần phải biết tuyên truyền về tác hại của lòng tham. Chúng ta hôm nay đã được đọc một cái bài viết, một góc nhìn của tác giả Lương Hoài Nam. Chúng ta hiểu được lòng tham nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả, những cái hệ lụy nó khủng khiếp như thế nào. Thì nếu chúng ta có những hiểu biết đấy, chúng ta sẽ nói với những người xung quanh chúng ta. Ngày hôm nay nói với gia đình mình trong bữa cơm, ngày mai thì nói với bạn bè mình, tóm lại ở đâu đó, để lan tỏa cho cộng đồng xung quanh hiểu về tác hại của lòng tham. Và chúng ta sẵn sàng dũng cảm đấu tranh với những biểu hiện của lòng tham gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng. Chúng ta không thờ ơ, không mặc kệ. Im lặng cũng là một tội lỗi, im lặng cũng là sự thỏa hiệp. Chúng ta không im lặng, chúng ta phải biết đấu tranh. Chúng ta phải gạt bỏ những cái biểu hiện của lòng tham trong cuộc sống. Bởi vì rõ ràng nó ảnh hưởng đến cộng đồng. Và trong cộng đồng ấy có ai đấy? Có mình. Có những người thân của mình, có bạn bè mình. Không thể chấp nhận, không thể dung túng cho nó cứ thế hoành hành được. Và cuối cùng là câu kết đoạn. Câu kết đoạn thì các em có thể khẳng định lại vấn đề, hoặc là dẫn một cái lời thơ, lời hát nào đó để đọc lại một cái dư âm đẹp đẽ cho người đọc. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần nghị luận văn học, cảm nhận về hai đoạn thơ. Đoạn thơ thứ nhất trích trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Giải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Và đoạn thứ hai trích từ Trường ca mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm. Em ơi em, đất nước là máu xương của mình, phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm nên đất nước muôn đời. Ở đây thì trước hết là phần mở bài. Thì cũng theo như công thức cô đã dạy các em rất nhiều lần rồi, với cái loại bài mà chúng ta phải cảm nhận hai văn bản, hai đoạn thơ hoặc hai đoạn văn gì đó, hai chi tiết, hai nhân vật, hai kết thúc vân vân, thì các em phải giới thiệu được cả hai tác giả, cả hai tác phẩm, và giới thiệu được điểm chung nổi bật nhất mà các em nhận diện được của hai cái văn bản hay là hai chi tiết, hai nhân vật đó. Ở đây cũng thế. Thì các em cũng phải giới thiệu từ gì đây? Tác giả Quang Dũng và tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Rồi giới thiệu về tác phẩm Tây Tiến và giới thiệu về tác phẩm gì đấy? Mặt đường khát vọng. Rồi thứ ba, các em sẽ giới thiệu về hai đoạn thơ và tìm ra cái điểm chung nhất của hai đoạn thơ này. Sau đó thì đến phần thân bài. Phần thân bài thì chúng ta sẽ dùng một cái công thức. Thực ra với cái loại bài cảm nhận về hai đối tượng như thế này, chúng ta có hai cách làm. Và với bài này thì cô lựa chọn cái cách làm dễ nhất, tức là đi theo cái quy trình như sau. Luận điểm 1 là cảm nhận về đoạn thơ, về đoạn trích Tây Tiến. Luận điểm 2 là cảm nhận về đoạn trích Mặt đường khát vọng. Luận điểm 3 là so sánh, chỉ ra điểm giống và điểm khác của hai đoạn thơ này. Và luận điểm 4 là chúng ta lý giải vì sao có cái sự giống nhau và vì sao có cái sự khác nhau như vậy. Chúng ta đi vào luận điểm đầu tiên, cảm nhận về đoạn trích Tây Tiến. Có 4 câu thơ thôi, cho nên là
chúng ta sẽ viết hết được những gì mà chúng ta đã được học. Chúng ta học rất nhiều. Nhưng nếu mà cảm nhận hai đoạn thơ, mỗi đoạn khoảng 8 câu, 10 câu thì các em sẽ chỉ được viết một cách rất sơ sài thôi. Vì thông thường nếu tính thời gian để viết cho những cái phần này thì thường là cảm nhận của mỗi đối tượng này, cảm nhận đoạn 1, cảm nhận đoạn 2 này, thì thời gian chúng ta chỉ được viết là, chúng ta được viết ấy, chỉ là 35 phút thôi. Với mỗi đoạn chỉ được viết 35 phút thôi. Còn lại khoảng 5 đến 7 phút cho mở bài. Và còn lại là dành cho cái việc gì đấy, so sánh và lý giải và kết luận. Thế thì khi cảm nhận đã trích tây tiến, trước hết thì chúng ta sẽ cảm nhận về hai câu thơ đầu tiên. Hai câu thơ đầu đã thể hiện lý tưởng, khát vọng của người lính tây tiến. Giải rác biên cương mổ biển xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Câu thơ thứ nhất, nếu tách ra khỏi đoạn thơ sẽ là một bức tranh hết sức ảm đạm. Giải rác nơi đó, nơi biên cương của Tổ quốc, nơi rừng hoang lạnh lẽo xa xôi, là những nấm mồ vô danh, không một vòng hoa, không một nén hương tưởng niệm. Hai chữ giải rác gợi ra cái vẻ hiu hắt, quạnh quẽ, thê lương của những cái nấm mồ nơi biên cương này. Và cái khung cảnh ấy đã phần nào gợi lại cái âm hưởng thê lương trong những vần thơ Trinh Phụ Ngâm. Hồn tử sĩ ù ù gió thổi, mặt trinh phu trăng dõi dõi soi. Trinh phu tử sĩ mấy người, nào ai mặc mặt, nào ai gọi hồn. Và trong cái câu thơ này có 7 chữ, nhưng mà tác giả đã dùng tới 4 chữ là từ Hán Việt: biên cương, viễn xứ, dường như là để bao bọc cho những cái nấm mồ xa xứ ấy một cái không khí thiêng liêng, đượm màu, thành kính, để làm thế nào đấy nó giảm bớt đi cái sự ngậm ngùi. Tuy nhiên, đến câu thứ hai thì lại khác hẳn. Nếu như câu thứ nhất ấy, nó ảm đạm như thế, thì câu thứ hai ấy, nó giống như là một cái nốt thăng ấy, nó được bật lên từ cái sự ảm đạm ấy. Mặc dù cái khung cảnh ấy, cái khung cảnh mà những cái nấm mồ hoang lạnh ấy, nó vẫn hàng ngày trải ra trên các cung đường hành quân của người lính Tây Tiến, nhưng nó không hề làm cho các anh nhụt chí sờn lòng, mà trái lại, nó càng nung nấu quyết tâm cho các anh. Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Đời xanh là tuổi trẻ, là bao mơ ước, khát vọng, là cả một tương lai phơi phới đang mở ra phía trước. Nhưng không gì quý hơn Tổ quốc, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu Tổ quốc. Cho nên, hai cái chữ chẳng tiếc vang lên rất quyết liệt, dứt khoát, như một lời thề sắt đá. Không tiếc, đời xanh quý giá như vậy nhưng cũng không tiếc. Nó làm ta nhớ đến câu thơ của Thanh Thảo: chúng tôi đã đi nhưng không tiếc đời mình, nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc. Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi Tổ quốc. Người lính Tây Tiến đã vượt lên tất cả để thể hiện cái khát vọng được dâng hiến, được xả thân. Câu thơ này đã gợi lại cái không khí của cả một thời đại, người ta gọi là cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh. Như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng. Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết, cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông. Đây là tư tưởng của cả một thế hệ, chứ không phải chỉ của mỗi của nhà thơ Quang Dũng. Và hai câu cuối là viết về sự hy sinh của người lính Tây Tiến, nhưng bi mà không lụy, bi mà vẫn vút lên cái chất tráng ca. Áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Ở đây các em thấy là Quang Dũng không hề né tránh hiện thực khắc nghiệt dữ dội. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần trong bài thơ này, tác giả đã nói về cái dữ dội, cái khắc nghiệt ấy. Trong chặng đường hành quân, nhiều người lính đã gục ngã, gục lên súng mũ, bỏ quên đời. Và vì vậy cho nên dọc đường hành quân của những người lính Tây Tiến là vô vàn những nấm mồ liệt sĩ vô danh mọc lên, rải rác biên cương mồ viễn xứ. Và bây giờ, một lần nữa tác giả nhắc đến sự ra đi của họ qua hình ảnh áo bào thay chiếu anh về đất. Nó xuất phát từ thực tế là những người lính Tây Tiến trong giai đoạn đầu của kháng chiến chống Pháp rất là thiếu thốn mọi thứ, thiếu thốn không chỉ quân trang, quân dụng, không chỉ thiếu thốn lương thực, thực phẩm, không chỉ thiếu thốn thuốc men, đạn dược, mà còn thiếu thốn cả gì đây? Cả những cái vật dụng để bọc thay họ trong cái giờ phút họ xa lìa cõi đời. Không có. Người lính Tây Tiến nằm xuống, không có cả tấm chiếu để bó thay. Đồng đội phải đan cho họ những cái tấm nứa, tấm tranh rất là tạm bợ. Họ nằm trong lòng đất mẹ chỉ có cái manh áo mặc ngoài. Cái manh áo mà bình thường nó là áo rách,
áo vá, áo sờn, rất là tội nghiệp. Và ngày hôm nay khi trở về trong lòng đất mẹ, họ cũng chỉ có cái manh áo ấy thôi. Thế nhưng tác giả đã cố gắng làm giảm đi cái tính chất bi thương ấy bằng cái cách nói. Thứ nhất là áo bào thay chiếu. Áo bào là áo mặc ngoài của các chiến tướng ngày xưa, áo màu đỏ, và nó tạo nên cái vẻ oai phong lẫm liệt. Và bằng cái cách nói này đã khiến cho hình ảnh người lính Tây Tiến không còn thảm thương nữa, mà có cái phần nào đó vẫn giữ được cái vẻ oai phong của mình. Về đất, cách nói thứ hai là cái cách nói về đất. Về đất là nói giảm, nói tránh. Người lính Tây Tiến không phải là hy sinh, mà người lính Tây Tiến là đang trở về trong lòng đất mẹ để nghỉ ngơi sau những ngày tháng chiến đấu rất là gian khổ. Và bằng cái cách nói này, chúng ta thấy được cái tâm thế của người lính Tây Tiến rất là thanh thản, rất là nhẹ nhàng. Bởi vì họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình đối với Tổ quốc. Họ đã hy sinh sinh mạng của mình để xây đài tự do cho dân tộc. Và cái hình ảnh cuối cùng khép lại đoạn thơ này là sông Mã gầm lên khúc độc hành trước cái chết của người lính Tây Tiến. Cái dòng sông Mã là người bạn, là chứng nhân theo suốt cái dọc đường hành quân của họ, đã gầm lên cái điệu kèn của thiên nhiên để tiễn đưa người lính Tây Tiến vào cái cõi vĩnh hằng bất tử. Và cái tiếng kèn của thiên nhiên ấy nó vang lên trong cái điệu gầm lên ấy, mà tác giả dùng từ nó rất là ấn tượng ấy, thì người đọc có cảm giác nó giống như là gì đấy, một cái loạt đại bác để tiễn đưa họ. Nó có cái phần nào đó rất là uất ức, nó có cái phần nào đó rất là bi phẫn, nhưng đồng thời nó cũng có cái phần nào đó rất là hùng tráng. Và sau khi phân tích xong thì các em phải chốt lại được cái đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ này. Đó chính là bút pháp lãng mạn và màu sắc bi tráng. Cái bút pháp lãng mạn trong đoạn thơ này đó là gì đấy? Là tái hiện cái vẻ đẹp dữ dội phi thường của người lính Tây Tiến. Dữ dội phi thường, ngay cả trong những cái hoàn cảnh nguy nan nhất. Tác giả nhiều lần viết về cái bi. Cái đặc sắc nghệ thuật thứ hai đấy là cái màu sắc bi tráng. Là tác giả nhiều lần viết về cái bi, về sự mất mát, song buồn mà không ủy mị cúi đầu. Mất mát mà vẫn cứng cỏi gân guốc. Cái bi hiện hình qua hình ảnh những nấm mồ hoang lạnh dọc đường hành quân. Cái bi hiện hình trong hình ảnh người chiến sĩ hy sinh chỉ có manh áo mặc ngoài. Thế nhưng cái tráng của lý tưởng khát vọng cống hiến đời xanh cho Tổ quốc. Cái tráng của áo bào thay chiếu, của điệu kèn thiên nhiên gầm lên dữ dội đã nâng đỡ hình ảnh thơ và truyền đến những cái cảm xúc nó rất là hào hùng trong lòng người đọc. Sau khi cảm nhận xong đoạn thơ thứ nhất, chúng ta chuyển sang đoạn thơ thứ hai, cảm nhận đoạn trích. Đoạn trích trích trong chương 5 đất nước, và chương 5 đất nước lại trích trong trường ca Mặt đường khát vọng của tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Trong đoạn trích này thì tác giả đã xây dựng một cái lập luận rất là chặt chẽ. Trước hết là nhà thơ khẳng định đất nước là máu xương của mình. Đây là tiền đề. Và từ tiền đề này sẽ dẫn đến cái gì đấy? Cái kết luận là ba câu sau. Tiền đề: đất nước là máu xương của mình. Đây là phát hiện cũng khá là thú vị của tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Đất nước không chỉ tồn tại như một thực thể bên ngoài, cách biệt. Đất nước không phải chỉ là những cánh đồng, ngả đường, dòng sông như cách nói của Nguyễn Đình Thi. Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta, những cánh đồng thơm mát, những ngả đường bát ngát, những dòng sông đỏ nặng phù sa. Đất nước không phải chỉ là những gì tồn tại bên ngoài chúng ta, mà đất nước còn nằm trong chúng ta. Đất nước là máu thịt, là xương cốt, là một phần thân thể của mỗi chúng ta. Điều này tác giả Hoàng Cầm trong bài thơ Bên kia sông Đuống đã từng nói: đứng bên này sông sao nhớ tiếc, sao xót xa như rụng bàn tay. Đất nước như một phần thân thể của mình, cho nên khi đất nước bị chia cắt thì cảm thấy nó giống như là một phần thân thể của mình bị đất lìa ra. Hay là nhà thơ Chế Lan Viên cũng viết ấy: ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt. Đất nước là một phần thân thể của mình. Vận mệnh của đất nước cũng chính là vận mệnh của cá nhân mình. Hay nói cách khác là số phận của cá nhân nằm trong số phận của đất nước. Và từ cái nhận thức như vậy thì tác giả đã đi đến kết luận: phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm nên đất nước muôn đời. Cái điệp từ phải biết vang lên như một mệnh lệnh
đầy lý trí, yêu cầu mỗi chúng ta phải thức tỉnh, phải nhận ra được nhiệm vụ của mình đối với Tổ quốc, sứ mệnh của mình đối với Tổ quốc, nhất là khi Tổ quốc gặp nguy nan. Thì sứ mệnh của mình là gì? Thì nó được cụ thể hóa trong ba từ lấy. Phải biết gì đấy? Gắn bó, san sẻ và hóa thân. Ba từ lấy, có sự đổi ba động từ. Thứ nhất là gắn bó. Chúng ta phải biết gắn bó với đất nước. Bởi vì đất nước là máu xương của mình, đất nước là một phần thân thể của mình. Cho nên mình phải yêu thương đất nước. Thứ hai là phải biết san sẻ. Đó là sự chia sẻ, đồng cam, cộng khổ. Và nhất là khi đất nước đang gặp nguy nan, đất nước đang đối mặt với giặc ngoại xâm, thì chúng ta phải gì đấy? Phải khơi dậy ý thức trách nhiệm của chúng ta với đất nước của chúng ta. Và thứ ba, phải biết hóa thân. Hóa thân chính là biểu hiện cao nhất của sự san sẻ. San sẻ đến mức sẵn sàng gì đấy? Dâng hiến cả tính mạng của mình để bảo vệ sinh mạng của Tổ quốc. Và có như vậy thì chúng ta mới giữ được một đất nước vẹn tròn và dài lâu. Và ở đây thì cũng có thể liên hệ rằng cái trách nhiệm ấy, cái ý thức trách nhiệm là sẵn sàng hóa thân để làm nên đất nước muôn đời ấy, nó cũng không chỉ là nhận thức riêng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, mà đấy là nhận thức của mỗi một người dân Việt Nam mỗi khi đất nước chúng ta đối mặt với giặc ngoại xâm. Thế cho nên là tác giả Quang Dũng đã viết ấy, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Thanh Thảo viết, chúng tôi đã đi nhưng không tiếc đời mình, nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc. Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi Tổ quốc. Cái thời đại ấy đã làm nảy sinh một cái tư tưởng rất là đẹp đẽ như vậy, một cái lý tưởng rất là tuyệt vời như vậy. Và sau khi mà chúng ta phân tích xong, cảm nhận xong về mặt nội dung của đoạn thơ, thì chúng ta cũng chốt lại những cái đặc sắc nghệ thuật để truyền tải thành công nội dung ấy mà được tác giả sử dụng. Ở đây chính là phong cách thơ trữ tình chính luận. Cấu trúc của đoạn thơ được xây dựng theo kiểu lập luận. Đây là thơ chính luận mà. Cho nên là cái đoạn này nó là một lập luận. Câu đầu là một tiền đề và từ tiền đề dẫn đến kết luận. Tuy nhiên, để bắt đầu cái đoạn văn chính luận này, đoạn thơ chính luận này, thì tác giả lại dùng cái cụm từ hô gọi em ơi em. Và nhờ vậy, đoạn thơ chính luận không còn là những lời giáo huấn khô khan nữa, mà từ lúc nào nó đã trở thành cái lời tâm tình của lứa đôi, lời tự nhủ, tự dặn mình rất là chân thành và tha thiết. Nhờ vậy, cái sức truyền cảm của ý thơ nó trở nên mạnh mẽ hơn. Nó đã chạm đến trái tim của người đọc một cái cách thấm thía hơn, nhẹ nhàng hơn. Sau khi chúng ta cảm nhận xong cái vẻ đẹp về nội dung và nghệ thuật của hai đoạn thơ, thì chúng ta sang cái đoạn điểm thứ ba, đó là chúng ta tiến hành so sánh. Trước hết chúng ta chỉ ra điểm giống nhau của hai đoạn thơ này. Điểm giống nhau, cả hai đoạn thơ cùng ra đời trong hoàn cảnh đất nước gặp nguy nan. Bài thơ Tây Tiến thì ra đời trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1948 đấy, viết về cái giai đoạn này. Ra đời trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Mà giai đoạn này như cô đã nói, đó là giai đoạn có rất nhiều những khó khăn gian khổ, nhiều người ngã xuống vì thiếu thốn. Còn Trường Ca Mà Đường Khát Vọng thì lại ra đời trong những năm kháng chiến chống Mỹ rất ác liệt. Năm 1971, rất nhiều người đã hy sinh. Thừa Thiên, cái chiến trường Trị Thiên ấy, là chiến trường mà tác giả đã tham gia chiến đấu ấy, được xem như là một cái biển lửa. Ở đây đã bao nhiêu người đã nằm xuống. Đến ngày hôm nay có rất nhiều những liệt sĩ vô danh ở đây. Cái điểm giống nhau thứ hai là trên cái nền tảng của cái hoàn cảnh đất nước gặp nguy nan như vậy, thì cả hai đoạn thơ đều đã làm nổi bật lý tưởng của thế hệ thanh niên trong hoàn cảnh đất nước có giặc ngoại xâm. Cái lý tưởng ấy là gì? Là sẵn sàng dâng hiến tuổi thanh xuân, sẵn sàng hy sinh xương máu để xây đài tự do cho dân tộc. Cái lý tưởng này được thể hiện rất rõ nét cả trong hai đoạn thơ. Hay nói cách khác là nội dung chính của hai đoạn thơ này đều tập trung làm nổi bật lý tưởng này, lý tưởng của cả một thế hệ trẻ của những cái năm tháng đương thời trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Thế còn điểm khác nhau? Điểm khác nhau của hai đoạn thơ, đoạn trích Tây Tiến nói riêng và bài thơ Tây Tiến nói chung thì được viết bằng bút pháp lãng mạn và tinh thần bi tráng của một chàng trai Hà Thành vừa rời ghế nhà trường đi thẳng vào chiến trường. Thế còn bài còn Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng ấy thì lại được viết bằng ngòi bút trữ tình. Đoạn trích đoạn trích nói riêng và cả Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng nói chung ấy thì được viết bằng cái ngòi bút trữ tình chính luận của một cử nhân khoa ngữ văn trường đại học sư phạm,
có chiều sâu của sự chiêm nghiệm và tầm nhìn bao quát. Nếu như cái bài thơ Tây Tiên ấy, nó thiên về cảm xúc của một chàng trai vừa rời ghế nhà trường đi vào chiến trường, thì cái bài thơ, cái trường ca của tác giả Nguyễn Khoa Điềm ấy, nó lại thiên về gì đấy? Về chính luận của một cái người có một cái vốn học vấn nhất định sau khi đã tốt nghiệp khoa ngữ văn và đã có những cái trải nghiệm. Điểm khác nhau thứ hai là đoạn trích của bài thơ Tây Tiến thì được viết bằng thể thơ 7 chữ. Và thể thơ 7 chữ, thể thơ thất ngôn của đường của thơ đường ngày xưa ấy, cho nên nó có cái phần nào đó nó mang cái màu sắc cổ điển. Và song hành với cái màu sắc cổ điển của thể thơ này thì chúng ta thấy cái bóng dáng của người lính Tây Tiến trong bài thơ ấy, hình ảnh người lính Tây Tiến xuất hiện trong trong bài thơ này nói chung và trong đoạn trích này nói riêng ấy, nó phần nào nó mang bóng dáng của tráng sĩ thời xưa. Vừa là người chiến sĩ của hôm nay nhưng phần nào cũng có cái bóng hình của người tráng sĩ của hôm qua. Thế còn đoạn trích trường ca mà đường khát vọng thì được viết bằng thể thơ tự do, mang tinh thần nóng hổi của thời đại. Và cuối cùng, loại điểm cuối cùng, chúng ta tiến hành lý giải. Vì sao mà có cái điểm giống như vậy, vì sao mà có cái điểm khác như vậy? Khi mà lý giải vì sao giống thì chúng ta thường lý giải bằng cái hoàn cảnh thời đại. Và khi lý giải vì sao khác thì chúng ta thường bám vào phong cách nghệ thuật. Thì ở đây cũng như vậy. Tại sao giống? Đó là vì đây không chỉ là lý tưởng của nhà thơ Quang Dũng, cũng không chỉ là lý tưởng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, không chỉ là lý tưởng của thời kháng chiến chống Pháp, cũng không phải là lý tưởng của cái thời kháng chiến chống Mỹ, mà đây là lý tưởng của tất cả những người con đất Việt trong bối cảnh đất nước gặp nguy nan. Như Bác Hồ đã từng viết, dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn. Nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn. Nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Thứ hai, chúng ta cũng lý giải vì sao có cái điểm khác biệt. Đó là do phong cách nghệ thuật khác nhau. Nhà thơ Quang Dũng thì mang phong cách lãng mạn và hào hoa. Còn Nguyễn Khoa Điềm thì mang phong cách trữ tình chính luận. Và cái phong cách riêng ấy nó đã tạo nên điểm khác biệt trong xây dựng hình tượng, trong việc truyền tải ý tưởng của cả hai tác giả. Và nhờ đó mà mỗi tác giả đã xác định được vị trí riêng của mình trên thi đàn dân tộc, trở thành những cái cây bút không thể trộn lẫn, tạo nên những cái vân chữ không giống ai theo như cách nói của Lê Đạt. Và cuối cùng, phần kết luận thì chúng ta khẳng định lại giá trị của hai đoạn trích này, từ đó để khẳng định giá trị của hai tác phẩm này, và cũng từ đó có nền tảng để khẳng định vị trí của hai tác giả. Như vậy, cô đã hướng dẫn các em hoàn thiện đề văn này từ phần đọc hiểu đến phần nghị luận xã hội và phần nghị luận văn học. Và hy vọng qua đề văn này thì cũng giúp các em có thêm một số kiến thức và có thêm một số kỹ năng, phương pháp cho mình để làm bài thi Trung học Phổ thông Quốc gia tốt nhất. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em trong những đề văn tiếp theo.